xin thân mến kính chào quý vị. À, chủ đề của chương trình hôm nay là nên làm gì với mới với, với mỗi paycheck. What to do with each paycheck? Oh, I bet you never thought of it. Quý vị biết nhiều người họ lãnh paycheck thì hồi xưa mình mới là mình có rồi mình đi nhà băng mình deposit nhưng mà bây giờ direct deposit right? Nó vào nhà băng. Nhiều người không biết là mỗi paycheck nhận được bao nhiêu nữa. So we have to find out. Và đây là những cái mà mình nên làm với mỗi Paycheck nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền và đầu tư để mai sau này, you have some kind of future income, okay, we have to invest it now. Let's go to the laptop. This is for educational purposes only, dĩ nhiên khi nào Lina cũng cho quý vị biết là những thông tin này là very general. Nếu quý vị có nhu cầu gì riêng mình đó, nên email cho Lina rồi mình sẽ ngồi xuống, mình coi lại. Everything is specific to your situation. Okay, what to do with the paycheck? Mm, a lot of people, all they do is they spend it. Okay, all they do is they spend it. Quý vị biết không, tuần vừa rồi Lina nói chuyện với một người khách hàng làm hơn 100 ngàn một năm. Nhưng mà living paycheck to paycheck. What? Yeah, living paycheck to paycheck. It doesn't make sense. Mà a lot of people like that. Okay, quý vị biết không, nhiều người đâu có làm được cái tiền số tiền đó. Most Americans don't make that much. Nhưng tại sao là live paycheck to paycheck là tại vì mình không có biết control cái spending, mình không biết mình đang xài ở đâu nên xài hay không và không biết tiết kiệm. So what to do with your paycheck? There is something called a 50-30-20 rule of thumb. Okay, every paycheck, 50% of it should go to essentials. Essentials. là living expenses, ok? Như là uh, tiền mướn nhà hoặc là tiền trả nhà là mortgage or rent, uh, tiền groceries, mua đồ ăn, những cái tiền bill, ok? ga điện, nước phải có chứ, uh, and insurance. 30 goes to entertainment. Ồ, oh. hay hơi nhiều đó. Ủa, entertainment nhiều vậy hả? Yeah. What is entertainment? Eating out, okay, Ordering out, đi chơi với bạn bè. Okay, Kể cả là, um, travel mình cũng phải tính trong đó. Okay, that's entertainment. Đâu có ai bắt mình phải làm đâu? Okay, quý vị mà thích đi uh, uh, Vegas, mm, mm, mm. that should be called entertainment. Okay, so 30% goes to dining out, ordering out, entertainment, going to a bar, going to restaurants. Okay, and then 20% savings and investment. OK và trong cái hai chục phần trăm này đó, mười phần trăm mình nên set aside cho um, cho uh, retirement của mình còn mười phần trăm kia là paying off your debt, goals, setting up an emergency fund. That's very important. OK, bảo đảm chắc không có ai bao giờ mà uh, cái paycheck của mình mà quý vị nhìn như vậy phải không? So please take a look and remember that. Nếu mà bây giờ cái essential của mình cái tiền rent, cái tiền um, ăn uống, cái tiền những cái bill của mình mà nó hơn 50% của mỗi paycheck của mình, you are in trouble. You are in trouble. Okay, so control your spending. Rồi. This is what you need to do. Do this. Create a budget. Cái này ít ai làm hết. Bởi vậy, mỗi lần mà Lina ngồi xuống nói chuyện với khách hàng, không có ai biết tại vì họ có tiền là họ spend thôi. Họ thực sự không, không bao giờ mà họ nghĩ là oh, mình nên spend chừng này thôi. Never. So that's a problem. Okay? Mình phải create a budget và mình làm sớm chừng nào tốt chừng đó. Okay? Rồi quý vị làm. Mình sẽ dạy con cái mình thương okay? So that they know. Đâu phải có tiền là xài đâu. So create a budget. How much can you spend on something? Okay. What should you spend it on? Then 20 là mình nên dựa vào đó. But that's just a rule of thumb. Maybe your house is a little bit different. You have to start an emergency fund. Okay. cái cái này là Lina không có lo cho, cho người Việt mình là tại vì, oh I talk to a lot of people họ có rất là nhiều tiền cho nhà mm. they have a big big emergency fund. sometimes mấy trăm ngàn đồng tiền mặt. Ok? Một là để ở nhà, hai là để ở nhà băng. Nhưng mà it's not earning any interest. So you don't need that much. So normally, cái chừng 6 tháng của cái uh, monthly expenses say so six months worth of your monthly expenses in a liquid account. That's your emergency fund. Nếu mà quý vị bỏ nhiều tiền quá thì mình đang mất tiền. Ừ. Mm. If you're putting too much in an emergency fund, then you're losing money. Let that be you can be earning money. Yeah, bỏ tiền trong nhà băng. Nhưng mà cái interest rate một lần zero, hai là không chấm mấy. Okay, theo Lina, nếu mà hai chấm, ba chấm cũng chưa đủ đâu. You're losing money. But start an emergency fund. Number three, build your credit history. Đây nhất là cho người trẻ nè. okay, the problem with america. Okay. we give people credit cards. we don't teach them anything. actually, now they're starting to learn about it in high school. Nhưng mà college. oh, they have just giving out credit cards. Nên khi mà mấy em side, oh, this is money. and this is money. if i don't pay back, i have to pay more back. Nhưng mà it's important to have credit history. Nên yes, get them a credit card. Nhưng mà mình phải dạy cho con cháu nha, là mình phải. But don't use money you don't have. Rồi sau này khi mà nó cần mượn tiền hoặc là vay tiền gì đó, they need good credit history. Nên là nếu có credit card, nha, hồi xưa đến giờ Lina chưa bao giờ mà có balance này credit card. Là sao? mình cứ xài credit card. Đến bây giờ cũng vậy. Nếu xài được, Lina sẽ xài credit card. Thế mình lấy những những cái point, những cái cash back. Nhưng mà cuối tháng, khi mà có bill, pay off in full. So I have great credit history. Okay? My, my credit score is like 850. Không bao giờ mà, mà có balance. Còn những ai mà có balance, then don't be late. You will build up good credit history. It will help you in the future. Rồi, four. So, so, so important. Pay yourself first. Là sao? Ủa tại sao quý vị là pay the bill nè? Rồi mình pay cái này, pay cái kia. How about you? How about you? Thì khi mà quý vị save tiền, mình để dành đó, That's paying yourself. Nhưng mà tại vì nhiều người họ có tiền mà tiền mình ngồi đó là họ là nó sẽ bay. Tự nhiên tiền nào cũng tự nhiên là mọc cẳng, walk away. Ok. Pay yourself first. Mình phải có những cái kế hoạch nào đó là khi mình bỏ tiền vào đó, mình đừng có lấy ra, mình đừng có xài đến nó để nó grow. You are paying yourself. That is so so important. Thì nếu mà quý vị thấy là... À, trả tiền hàng tháng để con nó đi chơi bình. Quan trọng. Aren't you important? Isn't your retirement important? Okay. Nên mình phải là coi là cái gì là what? cái gì là need. Need là sao? Dĩ nhiên mình không trả tiền nhà is a bad problem. Mình phải trả tiền nước, tiền điện, tiền ga. Mình phải ăn để sống. Those are needs. Còn oh my gosh, không có tiền mà đi ra mua một cái Mercedes. Bây giờ một tháng phải trả 700 đồng. That's a want. Okay. Mình dư, is okay. Nhưng mà nếu mà cái chi phí hàng tháng của mình, mình live paycheck to paycheck, that's irresponsible. Okay? Irresponsible. Nên, remember, rich or wealthy. Nếu mà quý vị tiếp tục làm như vậy, á, Dĩ nhiên là không wealthy, rồi, nhưng mà bảo đảm sẽ không có rich luôn. You cannot live paycheck to paycheck. Và mình phải dạy con cháu cho mình, ok, của mình. They have to follow your example. Yeah. Mình la con, mình nói nó phải để dành tiền. Đừng có tiêu xài tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà ba má là cứ đi mà cứ spend gì đâu. Ok, we have to lead by example. That's what you have to do. All right? So pay yourself first quý vị phải có một cái bill, cái bill đó là mình đang trả cho mình. nên nếu mà mình có một kế hoạch uh, IRA hoặc là Roth hoặc cái IUL, mình đang để dành tiền để sau này mình xài. That is you paying yourself. và tại vì nhiều người họ không có uh, discipline, mà wow, discipline bây giờ tiếng việt, tiếng việt nói sau đây là cũng không có nhớ nữa. Ok, là là nhiều người họ không có, là, nếu mà họ có cái bill nào thì họ trả, okay họ trả, nhưng mà nói là bây giờ tự động phải để dành hàng tháng họ làm không được. So create a program to pay yourself, Ok? Sounds good, sounds good, Rồi, Bây giờ Lina xin uh, nghĩ um, một chút, we'll take a short break for a commercial break, rồi Lina sẽ trở lại với quý vị để mình bàn thêm về làm cách nào để mình save tiền trong cái paycheck của mình để mình đừng có bị là live Paycheck to paycheck. We'll be right back. Okay, welcome back with me. Uhm, bây giờ mình nói về tiết kiệm tiền để dành i don't know if tiết kiệm và để dành nó có xem hay không nhưng mà saving money nhiều người không biết cách để save money okay có đó là họ sẽ xài nhất là bây giờ nếu mà mình thật sự nếu mà mình không nghèo nha mình thấy là ô oh, mình thoải mái that's the worst là tại vì khi mình thoải mái mình cũng xài rất là thoải mái luôn and that's not good so you have to have a plan và nhiều người vì họ không biết cách đầu tư, đầu tư ở đâu, làm sao để đừng bị mất tiền. Nên họ không làm luôn. Okay? So there's something that you can do. All you have to do is learn. Five things that will affect your investment portfolio. Đây là sau này là mình bắt đầu mình save tiền nha. Bây giờ mình sẽ đầu tư. Chứ nếu mà mình save mình để nhà như không. Nếu mà mình save mình để trong nhà băng mà tiền lời cũng không được cao như không. Nếu mình So this is what we can do. These are five things that will affect your investment portfolio. Number 1. How much you invest. Okay? How much you invest. Đây là cái số tiền mà mình sẽ đầu tư. Number 2. How often you invest it. Oh. How often you invest it. Như vậy là cái số tiền đó mình đóng vào. And then how often you invest it. That's important. Number three. How long you invest it for. Okay, thời gian, time. Remember, time and money. Time and money. Number four. Tax consequences. Là cái uh, hậu quả, right? Của um, thuế sau này. Yeah. Mình invest. Nhưng mà mình đang hoãn thuế. Rồi sau này mình mình lớn tuổi, mình già, mình phải đóng thuế. Ok? Tax consequences. And then number five, the rate of return. Rate of return, nếu mà dịch ra thẳng, I, I don't know how to. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình đầu tư, mình, mình muốn là mình sẽ là mình được lại bao nhiêu, mình lời được bao nhiêu. Ok? Rồi đó, quý vị thấy không? These are the five things invest uh, will affect your investment portfolio nhưng mà most people họ chỉ là chú ý nơi cái số 5 the rate of return most people concentrate focus worried about the rate of return nhưng mà trong năm điều này that's the only thing you can't control <laughs> à, quý vị nghe không trong năm điều này nhiều phần nhiều người là họ concentrate nơi số 5. Nhưng mà số 5 is the only thing là mình không có control được. 1, 2, 3, 4 mình control được. Số 5 mình không control được. Nhưng mọi người toàn là chú ý ở số 5 thôi. Tại sao? That is the wrong thing to do. Look at the rest of it. This you can control. 1 through 4 mình control được mà. Okay, how? how much you invest well save your money oh that's easy <laughs> easier said than done yeah but that's how you control it how much you invest okay. how often you invest it there's a thing called dollar cost averaging okay they're so high as you can interpret it a couple of ways nhiều người sau khi họ biết về investing họ biết là họ phải là hàng tháng ok hàng tháng họ đóng hàng tháng họ mua ok that's called dollar cost averaging như vậy là who cares what's going on with the market mình cứ là đều đều hàng tháng đều đều invest ok how long you invest it you can control this too start early what if you didn't start early start now quý vị nhớ nha Best time to plant a tree was 20 years ago. Next best time is right now. Okay, Nếu mà quý vị trồng cái cây cách đây 20 năm bây giờ là nó nó cao nó to nó lớn rồi. Second best time là mình nên trồng nó bây giờ luôn. Tax consequences. Cái này mình control được luôn. Mình nên có both tax deferred hoãn thuế và tax free miễn thuế. Cái này mình control được. One through four you can control. Nhưng mà ai cũng và chú ý nơi số 5. Mình sẽ được lời được bao nhiêu? Cái này mình không có control được. Ngoài ra nếu mà quý vị control, fix. Okay? Fix you can control. Nhưng mà fix thì nó lower returns. Dĩ nhiên ai mà, ai mà làm fix nó sẽ thấp hơn. Okay? It will be lower if you just do fix. And that's the only way you control the rate of return. So don't focus on number five. Focus on one, two, three, four. Và nếu mà quý vị mà, mà focus được one, two, three, four, you will succeed. You will succeed. anything. Okay? If you don't do anything at all, là you for sure fail Roy. còn như nếu mà mình tính là đầu tư nhưng mà mình cứ là chú ý nơi cái 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 rate of return. Mình không biết lo về how much, how often, how long, taxes then you will fail. So that's very very important. Nên khi mà bây giờ quý vị phải nhìn lại nha. Mình được cái tiền, cái thu nhập của mình hàng tháng. Some people get paid every two weeks. Look at your check. Bây giờ Lina gặp với khách hàng nhiều người không biết là cái paycheck của họ tháng bao nhiêu. They don't, they don't know. Tại vì sao? Ờ, đang đang đóng vào 401k. Ờ, như vậy uh, anh đang đóng bao nhiêu? Không biết luôn. Họ trừ tiền của mình, nơi paycheck của mình, nhưng mình không biết bao nhiêu. Mình không để ý tại sao. Ask yourself the question. So take control. Take control. Rồi nếu mà quý vị không có biết cách để tính then email me, Lena sbtn.tv. Quý vị biết rồi, bây giờ mình mình rất là, mình, mình không không thích đóng thuế, đâu ai thích đóng thuế đâu. <laughs> Nhưng mà đó là sự bắt buộc. You have to. Nhưng mà đóng nhiều hay không, và đóng khi nào, you can control that. You can control that, quý vị ơi. Okay? Nên mình đừng có complain tại sao mấy người giàu có, trời ơi, họ làm mấy triệu đồng tại sao họ không đóng thuế giống như mình? tại sao mình làm ít tiền hơn mà đóng thuế nhiều là sao? là tại vì những người giàu có họ có cái financial team toàn là luật sư, CPA, accountant, right? a whole financial team to take care of it. mình mình không nhiều tiền tiền đâu mà bỏ ra mà để hire mấy người đó, ô? Oh, nhưng mà tiền mình bỏ ra hay là người làm vườn được. Sometimes thì mình bỏ ra người làm tóc. Okay. You hire people to do other things. Tại sao? Một. Mình làm mình sợ xấu. <laughs> mình làm mình sợ hư. Mình làm mình, mình sợ mình không biết cách làm nên nó sẽ hư. Thì tại sao tài chính? Quý vị không biết gì về đầu tư. Mình không đến người professional. It doesn't make sense. Và nếu mà mình bây giờ đang có một cái brokerage account, đang có cái IRA, nhưng mà nó đang trong một cái account cũng không có ai nhìn đến không có ai mà manage nó nó tự động thôi what are you doing same thing okay. mình không biết làm thì mình nên kiếm đến người để họ giúp mình ok nếu mà mình sợ xấu tóc mình đi người professional cắt tóc why aren't you doing it with your uh, with your finances rất là quan trọng ok và nếu mà mình complain uh, mình sợ điên một người financial advisor, mình không có tiền mình trả cái phi của họ. Quý vị có biết tính ra là nếu mình không làm, cái số tiền mình mất hoặc là cái, cái số tiền mình lỗ, hoặc cái số tiền mà mình, oh, khi đó mình làm mình được cái số đó mà bây giờ mình không có. Tại sao quý vị không biết? That's expensive. That's expensive. Okay? The year 2021, if your portfolio went down 30%, oh my gosh, that's expensive. Đúng, quý vị năm đó không có trả tiền phi gì cho ai mà management. Nhưng mà you lost a lot of money. That's expensive and you don't have time to make it back. Nên nếu mà quý vị bây giờ uh, mình look down the road mình sẽ retire trong vòng 10 even 15 năm. You have to do something now to figure it out. What are you going to do? How are you going to do it? Chứ đâu phải đùng cái nói next year mình retire khi đó mình mới bắt đầu lo đâu. Okay. Còn bây giờ nếu mà quý vị đang trẻ, twenties, um, thirties hoặc là mình có con cháu, two years old, start them now, educate them. Okay. Mình có những cái knowledge gì mình nên là pass along, share it. Okay. Share it to help your family. Share it to help your friends. Share it to help yourself. The more you know the better you can be. okay? Cộng đồng mình we will be strong. Quý vị đừng có lo, đừng có lo là nếu mà người đó làm ra tiền hoặc là họ đầu tư đâu, họ lời là mình không được cái tiền đó được đâu. No no no, đừng có nghĩ như vậy. Ok? Mình biết gì mình chia sẻ với nhau. Họ lời mình lời cũng được chứ. <laughs> ok? Don't follow mấy người lỗ mình lỗ theo họ. No. So, please take care of yourself. Uh, và nếu mà quý vị cần Lina giúp về cái gì đó, please email me, Lina Win at sbtn.tv. Alright. Lina xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu quý vị có uh, nhu cầu gì, you want to see a topic, uh, muốn nghe Lina nói về cái gì, cái gì đó đó, please email me and I will help you. And I'll come on a future show. Okay? Alright. Uh, Lina xin cảm ơn quý vị. Và hẹn quý vị trong chương trình sau. Phật may Tài Chánh.